Dạ, và xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn bà con. Dạ, cô chú anh chị xem kênh nhớ bấm nút đăng ký phía bên tay phải nha, màu đỏ dưới cô chú anh chị. Dạ, bấm vào đó, bấm vào cái chuông để cập nhật những cái mẫu ghe mới, những cái mẫu máy mới theo ngày tháng nha. Và hôm nay em quay cho cô chú anh chị một cái con tầm khoảng 4 tấn mấy, 5 tấn á. Dạ, đi Isu, đi Komatsu. Dạ, xin mời cô chú anh chị mình xem. Dạ, thấy vừa mắt thì liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới. Xin mời bà con, chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe trong mùa dịch này. Mời cô chú anh chị. Dạ, và đây là chi tiết phía bên ngoài đây cô chú anh chị. Đó, ve bọng rất là đẹp nha, liền ghe. Đó, giá hiện tại chú em kêu đang là 50 triệu và coi ghe thường lượng trực tiếp với chú em. Đó, ghe chiều ngang 1m7 và 12 thước nha, đi Isuzu nha bà con. Hộp số vàng 16A cốc lớn luôn. Rồi mời bà con vô phía bên trong chung với em. Dạ, và đây là vị trí phía sau đây. Dạ, bửng nước dài nha cô chú anh chị. Chiếc này đạt rất là đạt tốc độ. Và dạ, cây cối be bọng rất là dày. Đó, be liền luôn, nhôm thì được lợp lên phía trên đó luôn, không có sợ hà gì hết nha. Đó, dáng ghe chuẩn lắm bà con. Có mui luôn, quá đẹp. Lấy qua lăng. Dạ, và đây là phần chi tiết phía bên trên nha cô chú anh chị nha. Em này thì mũi trẻ đích bằng. Dạ, kích thước là ngang 1m7, dài 12m nha cô chú anh chị. Đó, ghe này dáng sạp thì còn rất là ok, sạp mũi còn rất là đẹp nha. Dạ, chiếc này lấy về bà con mình ai có muốn đi vườn đi chơi thì câu kéo gì cứ liên hệ em. Đó, lô mũi rồi còn ok, ổn định đó cô chú anh chị nha. Đó, dạ, và tiếp tục vị trí bên trong. Dạ, be bọng đây. Cây cối là trắng luôn nha cô chú anh chị nha, rất là dễ coi cây. Dạ, chi tiết ghe thì hiện tại be liền. Dạ, công đà 50, vuông góc luôn. Be liền nha bà con. Ghe rất là cứng. Ở vị trí này nữa nè. Cứng lắm, cứng ghe, đẹp ghe. Mũi trẻ nha. Và em nó thì hiện tại đang đi là Isuzu. Isuzu nha cô chú anh. À, Komatsu. Đang đi Komatsu nha cô chú anh chị nha. Máy Komatsu. Komatsu 4. Nhà đây, heo dầu. Mọi thứ còn rất là ok. Đó, bét cao luôn nha. Máy này chạy không có hao dầu nha cô chú anh chị, đi mua sạc đầy đủ. Đó, đầy bọng. Ghe này hiện tại lái qua lăng nha bà con. Đây, để em ra phía sau em quay tiếp tục cho bà con mình. Hiện tại đi máy bơm nước rất là lớn. Cả 125 luôn bà con, hộp số vàng. Rồi bây giờ và mời bà con mình ra phía sau chung với em để coi chi tiết. Đó, dạ, và đây là chi tiết đây. Phía sau nha bà con, có mui, có lái qua lăng. Nhà cần số. Em thì chạy lái bót rất là nhẹ. Đây, hộp số của em nó đây. Hộp số mới nha bà con nha. Em thì chạy hộp số mới luôn. Số 16A cúc lớn. 2,5 tuổi. Hộp số quá đẹp bà con. Dạ, và đây là tiếp lắp. Tiếp inox. À, tiếp inox 72. Lắp 45. Đẹp nha bà con nha. Bà con mình coi thấy vừa mắt cứ liên hệ với em. Coi ghe thì tại Bến Tre. Dạ, đây là hầm lái đây. À, hầm lái đóng cứng rồi. Đó, chi tiết các bà con. Rồi, bà con thấy được liên hệ với em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Hẹn gặp lại bà con. Và xem kênh nhớ bấm nút đăng ký bên dưới nha để cập nhật những mẫu ghe mới. Tạm biệt. Bye bye cô chú anh chị.